Ngay sau cuộc họp thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh. Tại CDC tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế và người lao động của CDC tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Đóng góp này đã góp sức giúp chính quyền người dân tỉnh nhà đạt được những kết quả bước đầu trong phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc cán bộ nhân viên của CDC tỉnh luôn mạnh khỏe, phát huy tối đa năng lực trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 để sớm mang lại cuộc sống bình an, khỏe mạnh cho người dân. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng quà động viên, khích lệ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế và người lao động của CDC tỉnh.